Ok, hello anh em, mình là Brim Cánh Cụt đây. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng layup của Brimstone tại map Ascent. Thì trước khi chúng ta bắt đầu layup thì anh em lưu ý với mình một điều là ở phần đồ họa anh em sẽ chỉnh cho mình phần detail quality lên mức cao để anh em có thể dễ dàng căng được cái vết layup. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào khu vực A ở map Ascent. Thường thì khu vực A chúng ta sẽ có hai chỗ blend là khu vực Gen, người ta gọi là blend default á, cái khúc này này, và khu vực Box. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn anh em ở khu vực blend default trước. Thì chỗ này chúng ta sẽ có hai chỗ để đứng chúng ta lớp nhé. Đầu tiên là ngoài khu vực admin, anh em sẽ ra ngoài admin và anh em đứng vào box này giúp right mình here. Ok chưa, sau đó anh em chú ý lên giúp mình cái phần hình chữ nhật màu xám xám này nè, nhỏ nhỏ này nè. Anh em sẽ đặt cái tâm anh em sẽ đặt giúp mình cái phần viền của cái thanh máu á lên cái phần hình chữ nhật nhỏ nhỏ này giúp mình như thế này. Anh em sẵn sàng rồi thì anh em hãy kết hợp với anti và anh em Molly. Bởi vì cái lớp này nó rơi cũng hơi lâu thì kết hợp với Âu nó sẽ tối ưu hóa hơn. Ok chưa? Còn trong trường hợp mà anh em đã dùng layup này và đối phương biết anh em layup ở main rồi á thì anh em có thể đổi vị trí giúp mình, anh em chạy từ main ra short. Và anh em đứng ở khu vực right này here. Thường thì mình sẽ chạy một vòng từ main ra short luôn đó mà. Nếu mà thực sự là cần thiết á, anh em sẽ đứng như khu vực này. Đấy, và anh em để ý giúp mình á, cái phần lá cây này nè, cái lá cây nhỏ nhỏ này nè. À, anh em bây giờ cái lá cây nhỏ nhỏ xíu nè. Đấy, đó anh em đặt cái phần thanh máu, cái phần cái viền của cái thanh máu lên cái lá cây này như thế này giúp mình. Ok chưa? Rồi sẵn sàng thì anh em kết hợp với Âu và anh em lấy up thôi. Molly. Ok chưa? Đây là hai cái lớp ở khu vực blend này default khá là ok. Ok, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em blend ở khu vực box. Mình thường gọi khu vực ở đây right là khu here. Vực box này. Bởi vì ở đây nó có cái thùng. Sau khi anh em blend xong, anh em sẽ di chuyển ra khu vực admin và anh em đứng ở cái thùng này giúp mình. Right here. Sau đó anh em nhìn lên cái bức tường này. Đây, cái bức tường mà tâm mình đang để này, cái bức tường sáng sáng màu này. Sau đó anh em đặt tâm lên cái góc vuông của cái đỉnh bức tường như thế này. Ok chưa? Sau khi anh em sẵn sàng á thì anh em có thể bắn. Bởi vì trái Molly này rơi rất nhanh cho nên là anh em không cần phải vội để kết hợp với anti. Molly. Anh em mấy giờ nó sẽ đập vô cái tường mà nó rơi xuống rất là nhanh. Cho nên anh em có thể âu trước, sau đó anh em chờ, sau khi có nghe tiếng có bom thì anh em bắn cũng được. Còn trong trường hợp á, anh em không ra được main layup thì anh em có thể layup được luôn ở cái khu vực box này từ shot. Thì anh em ra shot và anh em sẽ đứng ngoài right chỗ này here. Sau đó anh em nhìn lên cái hình chữ nhật mà nhỏ nhỏ này nè. Anh em thấy mình đang khoanh đâu cái hình chữ nhật nhỏ nhỏ này nè. Anh em sẽ đặt cái phần thanh ngang giữa thanh kỹ năng giữa trái Molly và trái smoke. Anh em sẽ đặt bên phải cái thanh ngang vào cái phần góc dưới phải của cái hình chữ nhật như mình đang đặt, thấy chưa? Ok, anh em đã hình dung ra được rồi thì anh em sẽ hiểu rồi. Và sau đó anh em sẽ kết hợp Molly với Âu, bởi vì trái Molly này bay cao và rơi rất là lâu. Molly. Ok, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em layup ở khu vực Hell, thường người ta hay gọi là Under Heaven. Right here. Ngay đây. Thì anh em sẽ blend ở khu vực này. Sau đó anh em di chuyển ra ngoài khu vực admin giúp mình và anh em vẫn tiếp tục đứng ra ở cái thùng này. Right here. Ok chưa? Sau đó anh em chú ý giúp mình cái hình tam giác mà màu xanh lá nhạt này này. Lộn, anh nhầm, cái hình chữ nhật màu xanh lá nhạt. Đây. Anh em sẽ đặt cái phần cái line của cái thanh máu ấy, anh em sẽ đặt ở giữa cái phần xanh lá nhạt như thế này giúp mình. Ok chưa? Cho nó chạm vào cái phần rìa thôi, như thế này. Rồi anh em sẵn sàng rồi thì anh em sẽ kết hợp với Âu và anh em bắn, bởi vì cái lớp này rơi cũng hơi lâu. Molly. Ok chưa? Nó sẽ bao quanh toàn bộ trái bom luôn, mà đối phương sẽ rất khó để ở khu vực này. Ok, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em lấy ở khu vực thùng gỗ màu cam này. Thì bình thường á, khi mình lay up ở đây là mình sẽ có chú ý mình lay up từ khu vực short. Bởi vì khi anh em lay up ở main nhiều quá, đối phương sẽ chạy ra chắc. Thì khi đó chúng ta sẽ đổi vị trí và chúng ta blend ở khu vực thùng này. Sau đó anh em sẽ nhờ đồng đội, một là anh em nhờ đồng đội chiếm khu vực short để mình có thể chạy ra short, mình ngồi kê ngoài này luôn và mình lay up. Còn trong trường hợp anh em đang 1v1 và 1v2 á, anh em không chiếm được short thì anh em sau khi blend xong ở khu vực này thì anh em chạy ra main và anh em chạy vòng một vòng ra mid luôn. Thì trong thời gian đó đối phương sẽ phải chạy vô sai và chết anh em, hoặc là sẽ có thằng nào nó chạy ra main để chắc anh em. Sau đó thì lúc đó là anh em đã đi được tới khu vực catwalk rồi. Và sau khi anh em nghe tiếng gõ thì anh em nhanh chóng bật anti trước giúp mình. Rồi sau đó chạy vào vị trí layup. Đây, đây là right vị trí layup. Sau khi anti xong anh em sẽ nhanh nhanh chạy vào vị trí layup này.
Sau đó anh em nhìn lên á, anh em thấy mấy cái mái nhà này không? Anh em để ý cho mình cái mái nhà cuối cùng này, cái góc này. Để ý cho mình cái phần sát phải của cái mái nhà nè. Ok chưa? Rồi, sát phải này nhá. Sau đó anh em đặt cái phần thanh ngang của cái thanh máu á, đặt lên cái vị trí bên phải của cái mái nhà này giúp mình. Ok chưa? Rồi, rất là dễ thôi. Sẵn sàng thì anh em bắn Molly thôi. Thì khi anh em á, đã thuộc với cái lớp này thì anh em sẽ kê rất nhanh. Molly. Lớp sẽ bay cao và đáp xuống khu vực thùng gỗ này. Ok chưa? Trong lúc mà lớp đang đáp xuống á, mà anh em nghe tiếng đối phương gõ, anh em có thể lộ vị trí luôn, anh em nhá ra bắn luôn. Mình sẽ lộ info trước để đối phương biết mình và đối phương kê mình ở đây, đối phương sẽ dám gỡ. Đó, sau đó anh em với việc chờ lửa đốt thời gian của tụi nó thôi, và sau lúc đó bom nó sẽ nổ và anh em sẽ win round. Và mình cũng có rất là nhiều clip shot để đã thực hiện cái layup này ở trên Run Assassin và Run Immortal rồi, cho nên là anh em có thể check thử vài clip shot đó, mình sẽ để cái phần thẻ ngay góc bên phải ở trên á, anh em sẽ thấy được nhé. Rồi, tiếp theo là cái layup cuối cùng. Layup này thường mình dùng để trong round eco và trong các round clutch 1v2 và 1v1 là anh em sẽ blend ở đằng sau chain. Đây, cái này là cái chain này. Anh xem sẽ blend ngay chỗ cái đoạn dây này. Đó, anh em ngay, nói chung là xung quanh cái đoạn này là được. Anh em sẽ blend ở đây. Ok chưa? Sau đó anh em sẽ giúp mình, anh em một là anh em sẽ đi lên heaven, hoặc là anh em sẽ đi xuống shot. Anh em phải chiếm được một trong hai đường để anh em ra được cái bot lane của anh em. Ok giờ nó thường thì mình sẽ đi ở trên heaven thôi, nhưng mà nếu được thì anh em nghe đối phương như heaven anh em mới đi shot. Sau đó anh em ra đây ngay chỗ cái bậc thang này nè. Ok chưa, anh em đứng lên cái bậc thang thứ hai. Ở đây có ba cái bậc thang nè, một nè, hai nè, ba nè. Anh em đứng lên cái bậc thang thứ hai, sau đó anh em nhìn lên ba, đây có mấy cái bóng đèn nè, anh em đưa tâm lên cái bóng đèn cao nhất nè, cái bóng đèn cao nhất nè. Anh em thấy có cái đoạn dây nhỏ nhỏ này không? Anh em đặt cái tâm giữa cái bóng đèn và cái đoạn dây nhỏ nhỏ như thế này giúp mình. Ok chưa? Rồi, sẵn sàng anh em bật quy lên và anh em có thể kết hợp với anti để bắn layup luôn, bởi vì cái này nó cũng khá tốn thời gian để rơi. Holly. Hoặc là sau khi bắn xong anh em tạo tiếng động như thế này trên heaven để chúng nó nhìn lên trên, chúng nó bỏ gỡ thì lúc đó layup anh em sẽ rơi xuống và nó đốt thời gian của tụi nó. Ok chưa? Đây. Thường á, anh em mà anti vô cái góc này á, chúng ta có thể chúng nó sẽ chết luôn bởi vì chúng nó chạy không kịp. Nhưng mà nếu chúng nó chạy kịp thì chúng nó cũng không có thời gian để gỡ nữa, bởi vì lúc đó layup của anh em nó đã xuống rồi. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ qua khu vực B ha. Thì thường B chúng ta sẽ có nhiều spot để đặt và mình sẽ hướng dẫn anh em từng spot. Đầu tiên anh em sẽ plan ở khu vực trước thùng này. Ở khu vực trước thùng này chúng ta có khá nhiều chỗ để chúng ta đứng layup. Chỗ thứ nhất là mình sẽ hướng dẫn anh em là ở dưới cái khu vực góc này nè. Đấy, sau anh em có thể đứng vào cái góc này. Ok chưa? Sau khi anh em biết đối phương hoặc là nghe report đồng đội là đối phương đã vô sai, hoặc là có thằng nào trong đồng đội anh em chết trong sai á, anh em có thể bait nó luôn. Đó, anh em nhìn lên cái cửa sổ này giúp mình. Ok chưa? Rồi, anh em đặt tâm lên góc trái cái cửa sổ này. Đó, như thế này. Anh em nghe tiếng đối phương gõ. Molly. Molly này rơi rất là nhanh. Cho nên là nghe tiếng gõ là anh em bắn luôn. Nó sẽ đáp rất là lẹ. Ok chưa? Hoặc là anh em có thể kết hợp với ulti, sau đó anh em chờ rồi bắn sau. Trong trường hợp anh em không đứng ở dưới khu vực này được right thì anh em có thể ra ngoài khu vực main. Đây. Đây là khi anh em bắn thủ ở khu vực main nhé. Và đối phương nó vô sai rồi, anh em sẽ vô đứng ở góc này giúp mình. Ok chưa? Rồi. Anh em nhìn lên cái tòa nhà đang bay lơ lửng này nè. Anh em đặt tâm ở dưới đít cái phần đất, là dưới đít cái tòa nhà này giúp mình, ngay cái phần đất thừa nè, anh em thấy không? Đó. Rồi. Đặt tâm như thế này, ngay cái đầu nhọn luôn. Rồi, nghe tiếng có bom thì bắn. Molly. Ok chưa? Rơi cũng rất là nhanh, cho nên là có thể kết hợp với anti, sau đó chờ tiếng có bom này mình bắn tiếp. Còn trong trường hợp mà đối phương còn đông và nó có kiểu gì cũng sẽ có thể có một đứa nó đẩy ra nó chắc main á, thì anh em đứng ra ngoài khu vực này giúp mình. Here. Ok chưa? Rồi, anh em nhìn lên cái cửa sổ này giúp mình. Cửa sổ này có 3 thanh sắt và 3 thanh sắt này chia cửa sổ này thành 4 ô. Ok chưa? Ô thứ nhất này, ô thứ hai, ô thứ ba, ô thứ tư. Thì anh em sẽ kê cái thanh sắt thứ ba này nè. Đây. Thanh sắt thứ ba ở ô thứ tư này. Ok giờ anh em đặt cái tâm ở cái phần thanh ngang ở dưới ngay thanh sắt thứ ba. Như thế này. Sẵn sàng thì anh em bắn. Molly. Ok chưa? Rồi. Đó là ba vị trí mà anh em có thể lay up được khi anh em plan ở trước cái thùng. Còn nếu anh em plan ở sau cái thùng á, ở khu vực này, thì có luôn, chỉ luôn cho anh em. Đầu tiên anh em đứng ở khu vực này, right nhưng mà anh em sẽ đứng trong cái góc này giúp mình. Ok chưa? Rồi. Đó, nghe tiếng đối phương trong sai ha, nghe tiếng gỡ bom ha. Anh em nhìn lên nè, cái thanh hai cái đường nè, cái đường nè. Anh em thấy cái bức tường như này không? Cái bức tường mình đang đặt cái tâm vô nè. Nó có hình, nó có hai cái đầu nhọn nhô lên giống như cái tai mèo á, anh em thấy không? Đây nè. Đó. Anh em đặt vô giữa giúp mình như thế này. Ok chưa? Rồi.
sẵn sàng á thì anh em sẽ kết hợp với Molly và bắn, bởi vì nó bay xa và nó sẽ rơi cũng khá lâu. Rơi cũng không lâu lắm nhưng mà anh em mình nghĩ mình nên kết hợp với anh T luôn, sau đó mình bắn luôn. Ok chưa? Molly. Này, như thế này. Ok chưa? Rồi, trong trường hợp anh em không đứng được ở cái góc này thì anh em có thể ra ngoài main đứng giúp mình. Này, khi anh em bắn main nhá, anh em bắn main ở khu vực này nhá. Rồi, thôi, anh em sẽ đứng sát sát vô góc này, anh em nhìn cái thấy cái lá cây này không? Anh em đứng sát vô cho cái phần lá cây này chạm vô cái bức tường bên phải này nè. Đó, đứng sát vô như thế này. Ok chưa? Rồi, sau khi lá cây này chạm vô bức tường bên phải này, đúng không? Đó, anh em sẽ đặt cái tâm dưới cái lá cây này giúp mình như thế này. Rồi. Sẵn sàng thì bắn. Molly. Okay. Trái này á, thì nó rơi nhanh hơn, cho nên là anh em có thể nghe tiếng defuse rồi anh em bắn luôn cũng được. Rồi, trong trường hợp mà đối phương lại tiếp tục chạy ra chắc men, đấy, thì anh em lại tiếp tục ra ngoài khu vực này giúp mình. Đấy. Right here. Rồi, như hồi nãy mình chia ba nè, ở đây mình có 4 cái ô này không? 1 ô nè, 2 ô, 3 ô, 4 ô nè. Em đặt tâm với cái ô thứ hai này nè, cái ô thứ hai này giúp mình nè. Đó, anh em đặt xuống vẫn là cái thành này nha, vẫn là cái thành dưới của cái cửa sổ nè. Nhưng mà anh em sẽ để ô cái thứ hai đặt ở giữa như thế này. Ok, giữa cái ô vuông này nha, giữa cái ô vuông này nè, giữa cái ô vuông này nó đặt ở dưới này. Hoặc là anh em có thể lấy cái phần cam cam này anh em làm cái bóc giữa cũng được nè. Đó, anh em đặt ở dưới như thế này. Ok chưa? Rồi. Sẵn sàng thì mình bắn. Molly. Đó, ok chưa? Trái này rơi cũng nhanh cho nên là cứ anti xong rồi nghe tiếng gõ rồi mình bắn luôn. Ok, tùy nó này, tùy theo anh em tham minh. Ok. Trong trường hợp anh em hoặc là đồng đội bà lên ở cái góc này. Right here. Ok, bà lên góc này thì anh em xử lý như thế nào? Chúng ta sẽ có hai góc thì tiếp tục vẫn là khu vực này, khu vực ngay chỗ mắc kẹt này. Anh em sẽ đứng ở đây, sát đứng sát như thế này. Rồi. Anh em nhìn lên mấy cái thanh này giúp mình nè. Thấy không? Đây có một thanh này, hai thanh, ba thanh, bốn thanh này, năm thanh nè. Nhưng mà anh em để ý cái thanh đếm từ bên phải vô thôi là cái thanh này nè. Nè, 1 nè, 2 nè, cái thanh này nhá. Rồi, anh em thấy cái dây điện ở dưới này không? Rồi, anh em kê được cái thanh này xuống cái dây điện. Ok chưa? Rồi, đặt nó ngay đây luôn. Điểm dừng của anh em là cái dây điện này, từ cái thanh này xuống nè, đó. Ok chưa? Rồi, sẵn sàng em. Molly. Ok, nó sẽ đốt luôn. Trong trường hợp anh em không đứng được ở khu vực này right here. Thì anh em ra ngoài này đứng giúp mình. Thì đây, anh em ra ngoài cái thùng này đứng nhé. Anh em ngồi xuống. Cái này anh em phải ngồi xuống. Ok, giờ sau đó anh em nhìn đến cái cửa sổ này nè. Anh em thấy cái bầu trời không? Đó, anh em sẽ di chuyển xích vô làm sao cho nó mất cái phần bầu trời này đi. Di chuyển xích vô. Đó, ok chưa? Rồi, anh em để ý giúp mình nè. Cái thanh này nè, cái thanh đen đen này nè. Anh em di cái tâm xuống nè. Đó. Đặt ở giữa, đặt cái thanh, đặt ở cái thành cửa sổ luôn, thấy chưa? Từ cái tâm đen này mình cắm xuống, đặt ở cái thành cửa sổ này. Ok chưa? Rồi, sẵn sàng đi bắn. Molly. Thấy chưa? Trái này rơi cũng nhanh. Hoặc là anh em có thể kết hợp với Âu luôn, cũng ok. Rồi, tiếp tục là cái lớp cuối cùng. Lớp này là do mình tự sáng tạo ra. Đây. Anh em sẽ blend là cái size này của cái thùng nè. Size này nè. Ok chưa? Rồi. Anh em blend ở đây xong nhé. Anh em sẽ cố gắng giúp mình bằng một cách nào đó. Mình không biết trong tình huống 1v1 và 1v2 anh em smoke city lại hay là cái gì đó cũng được. Sau đó anh em bò lên khu vực mắc kẹt này đứng giúp mình. Hoặc là khó quá anh em chạy qua bên xong anh em dòng ngược về mắc kẹt luôn cho mình. Ok chưa? Rồi, sau khi anh em chạy được lên cái khu vực mắc kẹt này nhá. Lên khu vực này nè. Đấy. Anh em sẽ đứng vô cái khu vực này giúp mình. Right here. Ok chưa? Thường á, anh em mà đi được cái đây rồi á là anh em sẽ nghe tiếng gỡ bơm rồi. Thì anh em sẽ bật anti trước giúp mình. Anh em sẽ anti để tránh cho đối phương gỡ được một nửa. Sau đó anh em nhìn lên khu vực này. Ở đây có cái thanh ngang này anh em thấy không? Ở đây có thanh gỗ ngang nè. Với cái tòa nhà anh em thấy chưa? Em đặt vô ở giữa. Anh em đặt cho cái phần giao nhau giữa cái thanh gỗ với cái tòa nhà này là cái góc này nè. Là cái góc này nè, giúp mình nè. Đó, ok chưa? Rồi. Ok. Sau khi anh em anti xong, là anh em sẽ bắn luôn. Bởi vì trái Molly này rơi lâu. Molly. Ok chưa? Đó, đốt nó sẽ rơi như này, rơi xuống và đốt toàn bộ khu vực này luôn. Ok, thì trong trường hợp á, trong trường hợp mà đối phương hết lửa mà đối phương nhảy vô gỡ tiếp á, mình sẽ chỉ cho anh em một góc qua bang, đúng không? Anh em bắn Molly xong đúng không, anh em sẽ chạy ra như thế này. Mà đối phương ở dưới side, đối phương nhận gỡ tiếp á, thì anh em nhìn giúp mình cái cống này nè.
Em thấy cái cống này không? Anh em đứng lên cái cống này với mình. Ok chưa? Rồi. Anh em á nhìn cái phần cái thanh gỗ nè, ở đây có cái thanh gỗ nè, thấy không? Thanh gỗ nè. Đó, anh em lấy cái điểm này làm ở giữa nè. Ok chưa? Anh em spam xung quanh cái thanh gỗ này. Ok chưa? Là kiểu gì cái thằng đứng gỡ bom á cũng sẽ chết, bởi vì á khi mình blend á, mình blend á là mình nó blend sát cái thùng này rồi, thì một á là nó sẽ chỉ có thể nó đứng ở trái bom nó gỡ, hai là nó sẽ đứng ở bên phải trái bom này nó gỡ. Thì trong trường hợp đó anh em chỉ cần đây, anh em đứng này đúng không, anh em bên như trái bom right here đó, thấy chưa? Rồi anh em chỉ cần spam vô cái chỗ cái chấm này hoặc là bên trái của cái chấm này thôi, nó chỉ đứng được một trong hai chỗ này thôi, hiểu chưa? Đó, nghe chưa? Mình cũng có một cái clip thực chiến luôn và mình đã sử dụng cái lớp này rồi. Mình sẽ để cái phần góc phải ở trên đó, anh em hãy bấm cho mình em check thử. Ok. Rồi ok, vậy thì mình đã hướng dẫn cho anh em xong toàn bộ cái layup ở map Ascend mà mình biết. Thì anh em có thể áp dụng những cái lớp này của mình trong thực chiến. Và anh em cũng đã có thể là đã từng thấy những cái lớp này trên clip của mình rồi. Thì ok, chúc anh em sẽ sử dụng được cái lớp của mình thành công. Và nếu anh em thích thì anh em đừng quên một like và một đăng ký cho Dream Cánh Cục nhé. Và mình cũng ok gửi lời cảm ơn tới bạn Hà. Bạn Hà luôn là diễn viên trong clip của mình. Mình sẽ để lên info của bạn Hà dưới phần mô tả. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. This is the future.